Những game dành cho hệ điều hành iOS đang ngày càng phát triển hơn về chất lượng lẫn số lượng. Qua mỗi tháng hầu như luôn luôn xuất hiện một loạt những trò chơi mới hấp dẫn trên cửa hàng App Store, làm hài lòng từ các game thủ bình thường cho tới các tay chơi hạng nặng. Hiện nay nền tảng này vẫn đang sở hữu rất nhiều tựa game độc quyền rất hay cho riêng mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Game Channel. Trong video này hãy cùng chúng mình tìm hiểu Top 10 tựa game iOS bạn không nên bỏ qua trong đầu năm 2017 này nhé. Revolution Black Friday có bối cảnh là cuộc cách mạng Iran dưới con mắt của một vài nhân vật trong cuộc. Trò chơi được hình thành dựa trên những chi tiết có thật và những tư liệu lịch sử hiếm hoi được ghi lại. Và để người chơi có thể nhìn nhận góc độ rõ nét bao gồm cả những yếu tố hành động phiêu lưu, thì lối chơi trong game cũng được hình thành tương đối giống với GTA. 1979 Revolution Black Friday đã chính thức ra mắt phiên bản trên PC vào tháng 4 và có tầm ảnh hưởng lớn với đại đa số game thủ trên toàn cầu. Và mới đây trò chơi cũng đã có phiên bản dành riêng cho các thiết bị di động hệ điều hành iOS. Game rất trực quan nhờ vào hệ thống cảm ứng. CSR Racing 2. Dù mới chỉ ra mắt, nhưng CSR Racing 2 ngay lập tức cho thấy mình là một trong những tựa game đua xe tốc độ đáng chơi nhất nhì làng game di động. Sở hữu đồ họa 3D siêu nét, hệ thống điều khiển mượt mà cùng với lối chơi gây nghiện, trò chơi này một lần nữa đủ sức cuốn hút bất kỳ game thủ nào. Một khi đã trải nghiệm, bạn sẽ dễ dàng bị cám dỗ bởi những gì mà CSR Racing 2 mang đến. Những đường đua nghẹt thở cạnh tranh đến từng giây để giành tấm vé đầu tiên về đích, và không ít người phải bỏ cuộc giữa chừng. Super Mario Run. Super Mario Run là một tựa game platform mang phong cách auto runner, cho phép game thủ chinh phục những màn chơi khác nhau chỉ với một tay. Anh chàng Mario sẽ tự động chạy về phía trước và việc của bạn là điều khiển sao cho khéo léo vượt qua những chướng ngại vật và kẻ thù trên đường đi. Game thủ có thể so tài với nhau xem ai có điểm số cao nhất cũng như thời gian kết thúc màn chơi nhanh nhất. Nhìn chung, Super Mario Run là một tựa game mới và rất đáng để chúng ta thử qua. Tuy nhiên, với mức giá hơn 200.000 đồng phải bỏ ra để mua phiên bản hoàn chỉnh của trò chơi thì mình thấy thực sự các bạn cần phải suy nghĩ. Submerged. Tựa game iOS Submerged kể về câu chuyện của một cô gái trẻ và người em trai trên hành trình khám phá tàn tích của một thành phố cổ. Người em trai ở tình trạng đau ốm, vì vậy người chị trở thành nhà thám hiểm bất đắc dĩ, bằng mọi giá thể hiện kỹ năng sinh tồn và phiêu lưu của mình để thu thập những chất kỳ bí từ thành phố đổ nát nhằm kéo dài mạng sống cho em trai cũng như chính bản thân cô.
Dan the Man. Đối với những game thủ còn cảm thấy lạ lẫm với Dan the Man, thì đây là một tựa game mang đậm chất hành động, nơi người chơi nhập vai vào Dan và nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ thế giới khỏi sự lăm le của hàng trăm kẻ xấu cũng như các tướng boss hung tợn. Game có phong cách chơi cực kỳ kinh điển, mang hơi hướng của những tựa game console, và bạn sẽ phải luôn cố định vị trí của mình để việc chơi game diễn ra liền mạch. Oceanhorn. Trong game, người chơi sẽ nhập vai cậu bé bị mất cha vì con quái vật Oceanhorn, quyết lên đường báo thù và cứu thế giới khỏi sự đe dọa của sinh vật quái đản. Tuy nhiên, câu chuyện không hẳn bế tắc bởi hai manh mối còn sót lại là chiếc vòng cổ của người mẹ và một cuốn nhật ký đã giúp nhân vật chính của chúng ta dần tìm ra sự thật. Phong cách Oceanhorn ảnh hưởng nặng nề phong cách từ series Legend of Zelda, cho game thủ cảm nhận những giá trị nhập vai vô cùng sâu sắc. Bullet 4. Đây là một tựa game sở hữu công nghệ đồ họa Unity Engine. Game tương thích với rất nhiều thiết bị di động có cấu hình yếu, bởi có tùy chọn tăng giảm chất lượng đồ họa trong game. Đối với các game thủ chơi game trên các thiết bị di động có đồ họa màn hình lên tới 2K hoặc 4K, thì game vẫn đáp ứng được chất lượng đồ họa và độ chi tiết rất cao. Trò chơi tập trung nhiều vào chế độ đó multiplayer. Game sẽ có rất nhiều chế độ chơi khác nhau, như chơi một mình ở các chế độ như chơi đơn theo độ khó hoặc thách đấu Skymit. Danger does not wait its turn. Except it does. It's turn-based. Join Rogue Captain Piper Faraday and face the challenges of the vast frontier. With free aiming instead of dice rolls, your skill makes all the difference. Use your surroundings to pull off fantastic trick shots. Steam Quest 2. Đây là một tựa game bắn súng 2D có cốt truyện hấp dẫn. Trong game, người chơi hòa mình vào thế giới của những chiếc máy hơi nước, phải vượt qua nhiều thử thách để tiến vào màn sau. Game mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người chơi, đặc biệt là hệ thống âm thanh rất hấp dẫn. Trò chơi mang đến nhiều kiểu nhiệm vụ đa dạng khác nhau để mang đến những giây phút giải trí thú vị hơn cho người chơi. Galaxy on Fire 3. Từ game này đưa người chơi tới với những cuộc giao tranh nảy lửa rung chuyển dải ngân hà, những con tàu vũ trụ chiến đấu giữa những vành đai của các hành tinh khổng lồ, hay các hạm đội bắn hạ nhau xung quanh các trạm không gian sống động và hiện đại. Galaxy on Fire 3 giống như một bữa tiệc hình ảnh dành tặng cho các fan của thể loại game khoa học viễn tưởng. Tựa game này cũng sở hữu hệ thống bản đồ thiên hà khổng lồ. Thay vì lao vào vũ trụ không định hướng, người chơi có thể dựa vào bản đồ này để tiếp cận và khám phá các hành tinh ngôi sao. Dear passengers, look ahead for a life-changing experience, at least for her. Kaboom! Yeah, baby! Bowley. Với những ai đam mê thế giới GTA, hẳn đã một lần nghe tới cái tên Bowley, tựa game cực độc phát triển bởi chính Rockstar Vancouver. Đứng chung mái nhà với GTA, tựa game này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lối chơi hành động thế giới mở và phong cách cực kỳ ngộ ngáo.
Duy chỉ có điều Bowley không xoay quanh bối cảnh thế giới ngầm, mà thay vào đó đã xoáy thẳng vào giới học sinh. Lối chơi của Bowley mang đúng chất hành động thế giới mở, cho game thủ tự do tham gia vào các nhiệm vụ xuyên suốt trong game, mang đúng phong cách của một game GTA phiên bản học đường, từ game cho người chơi thoải mái nghịch ngợm với vô vàn hoạt động khác nhau. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? I mean, you dress a little weird, but... And those are the preps. First Cousins is legal, my friend. Legal. Over there, we got the nerds. Don't get fresh with your homies. And last but not least, the jocks. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap. What's wrong with me? Bạn đánh giá như thế nào về 10 tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bình luận của các bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Top Game Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.